Những năm qua, mô hình làm đẹp làng quê là một trong những phong trào xây dựng nông thôn mới được tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại huyện Vĩnh Bảo, mô hình được đoàn thanh niên triển khai ở nhiều xã mang đến diện mạo mới cho làng quê. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình này của tuổi trẻ Hải Phòng. Đoạn đường kéo dài vài trăm mét không có vỉa hè, được đoàn thanh niên xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo thực hiện vẽ tranh tường cổ động. Những bức tranh mang chủ đề xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, trái đất xanh khổng lồ đều là tác phẩm của các họa sĩ không chuyên trong xã. Dù không chuyên nghiệp, nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng mong muốn góp phần làm đẹp cho quê hương, những bờ tường cũ đã được thay thế bằng những bức tường tranh vẽ mang nhiều chủ đề, màu sắc khác nhau. Phấn khởi nhất có lẽ là những người dân ở thôn Dịch Lương. Tôi thấy rằng là cái việc mà cái tranh cổ động thì như thế này là nó sát thực để cho mọi người dân và đều có cái ý thức về trong cái việc mà hàng ngày làm và môi trường cũng như là xây dựng và nhất là cái công cuộc coi như xây dựng nông thôn mới ngày nay của mọi địa phương ở trong đất nước chúng ta là có trách nhiệm và nâng cao về cái sự đóng góp của mình cũng như là giữ gìn cho vệ sinh môi trường ngày một trong sạch đẹp để cho mọi người có một cuộc sống coi như là yên lành. Với những nét vẽ đơn giản nhưng tươi sáng, màu sắc rực rỡ, bức tranh tường không chỉ làm thay đổi không gian sống cho người dân nơi đây mà còn có ý nghĩa tuyên truyền cổ động, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần xây dựng lối sống văn minh. Nội dung chính của cái việc bức tranh vẽ tranh cổ động trên tường thì trong tháng 3 2018 đó là việc tuyên truyền đến tòa người dân về hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản tiền đầu tiên của huyện, tiền thân của Đảng bộ huyện ngày nay và 180 năm thành lập huyện. Đây là cái công trình mà thể hiện cái tinh thần của đoàn thanh niên, tinh thần của chung sức trẻ xây dựng nông thôn mới, nhất là trong năm 2018. Xã Thanh Lương chúng tôi là một trong hai xã về đích nông thôn mới cho năm 2018. Những con đường bức họa ngoài mang đến niềm tự hào cho người dân còn góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn mới. Mô hình này còn được đoàn thanh niên nhân rộng ở nhiều nơi, mang sức sống mới đến cho những miền quê. Chúng tôi tập trung phát động các cơ sở đoàn đăng ký thực hiện các công trình phần việc thanh niên mang tính sáng tạo, đổi mới và thiết thực. Thì hiện nay tiêu biểu là có hai công trình mà chúng tôi đang phát động mà rất là hiệu quả. Đó là công trình vẽ tranh tường cổ động và tuyến đường hoa thanh niên. Và ngay khi phát động cái công trình này thì đã nhận được cái sự tham gia tích cực của cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi toàn huyện, đặc biệt là cái sự hưởng ứng, sự ghi nhận và quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh các công trình thanh niên, tuổi trẻ huyện Vĩnh Bảo đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, đăng ký đảm nhiệm tuyến đường xanh thanh niên nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp,